Có một điều mà chúng ta không thể chối cãi, đó là đời sống, văn hóa, thậm chí tín ngưỡng của người Việt Nam bị ảnh hưởng rất nhiều bởi người hàng xóm phương Bắc. Đặc biệt khi nhắc tới Nho giáo. Vậy Nho giáo đã du nhập vào Việt Nam như thế nào? Trước khi biết tới Nho giáo, nước ta là một quốc gia độc lập có một nền văn hóa đặc trưng với những đặc điểm cơ bản. Đó là nhà nước Văn Lang Âu Lạc. Những tài liệu và hiện vật mà khảo cổ học Việt Nam phát hiện đã chứng tỏ rằng người Văn Lang Âu Lạc thời xưa có nền văn hóa phát triển rất phong phú, rực rỡ, biểu hiện bằng các món dụng cụ, trang sức, trống đồng, thạp đồng, tên đồng, thành quách, vân vân, đóng góp vào quá trình dựng nước và giữ nước mà người Việt có thể tự hào. Tuy nhiên, tới năm 179 trước Công nguyên, Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của nhà Triệu, mở đầu một thời kỳ đen tối kéo dài hơn 1.000 năm, đầy đau thương, tủi nhục trong lịch sử nước ta, mà bây giờ hay gọi là thời kỳ Bắc thuộc. Sau khi chiếm được nước ta, Triệu Đà đã chia Âu Lạc thành hai quận là Giao Chỉ và Cửu Chân, sau đó sát nhập vào nước Nam Việt. Năm 111 trước Công nguyên, nhà Hán thôn tính Nam Việt và biến Âu Lạc thành đất đai của nhà Hán. Âu Lạc bị chia thành 3 quận thuộc bộ Giao Chỉ, đó là Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. Để nô dịch người dân về tư tưởng thì ngay từ thời Tây Hán, Nho giáo đã được chính quyền đô hộ truyền bá vào nước ta. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, thì ở thời kỳ đầu Công nguyên, hai viên thái thú quận Giao Chỉ và Cửu Chân là Tích Quang và Nhâm Diên đã tích cực dựng học hiệu, dạy lễ nghĩa, tức là mở trường dạy nho học, truyền bá phong tục Hán tộc. Nôm na là như vậy. Nho giáo chính thức vào Việt Nam từ đây. Từ năm 8 tới 25 sau Công nguyên, do vụ loạn Vương Mãng và các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Sơn Đông mà đông đảo kẻ sĩ nhà Hán đã lánh nạn, di cư sang Giao Châu. Họ cũng góp phần truyền bá đạo Nho bằng cách mở trường kiếm sống. Đến thời Sĩ Nhiếp, một người gốc Hán làm thái thú Giao Chỉ, thì việc học Nho ở nước ta tương đối phổ biến. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Sĩ Nhiếp là người có tài kinh bang tế thế, đức độ, vượt xa các thủ lĩnh chính trị của nước Hán đương thời. Hơn nữa, Sĩ Nhiếp còn là người thông hiểu kinh sách, tích cực truyền bá Nho giáo và Đạo giáo vào Việt Nam. Vì thế, các nhà Nho Việt Nam đời sau về cơ bản cũng kính trọng Sĩ Nhiếp, tôn là Sĩ Vương, xem Sĩ Nhiếp là ông tổ của nền học vấn phương Nam, Nam Giao học tổ. Miền đất Giao Châu dưới quyền cai trị của ông là một xã hội tương đối ổn định, thịnh vượng. Vua Hán hiến đế thời đó phải khen ngợi thế này: Giao Châu là đất văn hiến, sông núi hùn đúc, chân bảo rất nhiều, văn vật khả quan, nhân tài kiệt xuất. Vậy nên tại Trung Quốc thì từ đời Hán tới đời Đường, khi xảy ra lạc loạn thì nhiều người từ miền Nam Trung Quốc đã tìm cách để di cư sang Giao Châu. Có nhiều sĩ phu người Hán tới nương náu ở đây đều được Sĩ Nhiếp khuyến khích mở trường dạy nho học. Sử thần Ngô Sĩ Liên nhận xét thế này: nước ta thông thi thư, học lễ nhạc, là một nước văn hiến, là bắt đầu từ Sĩ Vương. Công đức ấy không những chỉ ở đương thời mà còn truyền mãi đời sau, há chẳng phải lớn lao hay sao? Góp sức vào việc truyền bá đạo Nho còn có cả những danh Nho Trung Quốc do đối lập về chính trị mà bị đương triều đày biệt xứ, như là Ngưu Phiên đày sang Giao Châu mở trường, mà mọi người truyền khẩu thế này: ông dạy học không biết mệt mỏi, môn đệ thường có tới vài trăm. Tại các trung tâm châu trị, quận trị như là Luy Lâu, Long Biên, Tư Phổ, Cư Phong đều có các trường để truyền bá Nho giáo, Hán học. Theo học các trường này không chỉ có con em của những người Hán cai trị và những người Hán di cư, mà có cả con em của những người giàu có, một số hào mục địa phương có hợp tác với chính quyền đô hộ. Trong số này có một số người Giao Chỉ, Cửu Chân học giỏi, đỗ đạt, được bổ làm quan tại Trung Quốc, như là Trương Trọng, Lý Tiến, Lý Cầm hay Bốc Long. Thậm chí nhiều người Giao Châu du học tận kinh đô Trường An của nhà Đường. Hai anh em Khương Công Phụ và Khương Công Phục là người Cửu Chân đã đỗ tới tiến sĩ ở Trường An, được bổ làm quan tại triều đình. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách tổng quát thì có thể thấy là trên dưới 1.000 năm Bắc thuộc, Nho giáo tuy có phát triển nhưng vẫn chưa thể xâm nhập một cách trọn vẹn vào mọi tầng lớp xã hội, ảnh hưởng vẫn còn khá hạn chế. Trong suốt thời kỳ lịch sử này, giới nho sĩ bản địa vẫn còn ít ỏi, chưa trở thành một lực lượng xã hội đáng kể. Trong đời sống dân gian thời kỳ đó, tín ngưỡng Phật giáo và đạo giáo vẫn phổ biến hơn. Sở dĩ có chuyện này là do, thứ nhất, như đã phân tích ở trên, khi Nho giáo nói riêng và các triết lý tôn giáo khác nói chung tiến vào Việt Nam, thì nước ta đã vốn có một nền văn hóa tương đối phát triển với ngôn ngữ, phong tục, tập quán, lối sống riêng, đã được bảo tồn khá tốt trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Vì vậy, các hệ tư tưởng triết học và tôn giáo ngoại lai vào Việt Nam không dễ dàng mà xâm chiếm được ngay. Nếu muốn, nó phải có một nỗ lực lâu dài của quá trình thích nghi và biến đổi. Thứ hai là, muốn tiếp thu Nho giáo thì sẽ phải học tương đối lâu, chữ Hán rất khó. Hơn nữa, Nho giáo vào Việt Nam không như Phật giáo hay Đạo giáo. Phật giáo đầu tiên là từ Ấn Độ, sau đó bổ sung thêm từ Trung Quốc du nhập vào Việt Nam. Hầu như không gặp phải sự phản ứng hay chống đối quyết liệt nào từ phía nhân dân, nên phát triển khá tốt. Cũng cần lưu ý, Phật giáo là một tín ngưỡng có tính thích nghi rất tốt ở các nền văn hóa và dân tộc khác nhau. Mặt khác, giáo lý đạo Phật thì lại có tư tưởng từ bi, cứu khổ cứu nạn, đề cao lòng nhân ái vị tha, sự độ lượng khoan dung, đức tính đạm bạc, thanh khiết, nên rất gần gũi với những tập quán tín ngưỡng của người dân Việt thời đó, nên dễ được cải biến để thâm nhập, hòa quyện với tư tưởng tín ngưỡng của người Việt thời xưa. Còn đạo giáo, nhất là đạo giáo phù thủy trong thời kỳ Bắc thuộc, cũng ảnh hưởng sâu rộng không kém. Bởi đạo giáo phù thủy rất gần với tín ngưỡng ma thuật vốn có của người Việt cổ. Cho tới tận thời kỳ hiện đại ngày nay, đạo thuật phù thủy vẫn còn khá phổ biến ở nhiều vùng miền, mà chúng ta có thể nghe kể tới, nào là bùa chú, ma só hay bùa ngải, vân vân. Ngoài ra, đạo thờ mẫu cũng rất phổ biến đối với nhiều tỉnh thành phía Bắc. Cần phải nhấn mạnh rằng, đạo giáo thời kỳ này hun đúc cho người dân ý chí để chống lại quân xâm lược phương Bắc. Trong khi đó, Nho giáo tiến vào Việt Nam thì theo kiểu gót chân xâm lược, truyền bá tư tưởng trong chính sách đồng hóa dân tộc của các thế lực phong kiến phương Bắc, nhằm nô dịch đời sống tinh thần của người Việt xưa. Vậy nên, để bảo tồn di sản văn hóa cổ truyền, bảo tồn tín ngưỡng phong tục tập quán mà tổ tiên để lại, người dân không thể không phản ứng lại với hệ tư tưởng thống trị do kẻ xâm lược mang vào. Điều này cũng khiến cho Nho giáo không được lòng người dân thời đó. Tới năm 938, với chiến thắng vĩ đại của Ngô Quyền chôn vùi quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, lịch sử dân tộc Việt Nam bước sang trang mới, thời kỳ độc lập. Tuy nhiên, công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước thời kỳ này cũng rất khó khăn phức tạp. Nhà nước phong kiến lúc này quá bận rộn với việc ổn định, thống nhất, tổ chức chống ngoại xâm. Mặt khác thì các triều đại đầu tiên như là Ngô Đinh, Tiền Lê thì tồn tại rất ngắn, chưa đủ thời gian để tích lũy năng lực, cũng như khả năng giữ trật tự kỷ cương, thể chế chính trị hay tổ chức nhà nước. Nhưng có một điểm sáng, đó là tập tục của các triều đại Ngô Đinh, Lê, Lý Trần về cơ bản là không theo hình mẫu phương Bắc. Vậy nên Nho giáo cũng không có nền tảng vững chắc để dung dưỡng. Sang thời nhà Lý thì việc củng cố nhà nước quân chủ tập quyền và trật tự xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục, phục vụ cho chế độ phong kiến trở thành một nhu cầu cấp bách. Lúc này thì Nho giáo với chủ trương tôn quân, đề cao tề gia trị quốc, có tôn ti trật tự, tỏ ra thích hợp với thực tiễn lịch sử, nên đã được giai cấp phong kiến Việt Nam đề cao, đặc biệt là trên các lĩnh vực như chính trị, văn hóa, tư tưởng, kiểu như vua xử thần tử, thần bất tử bất trung. Bằng một hệ thống lý thuyết chặt chẽ và những bài học kinh nghiệm về đạo trị nước, thì Nho giáo phần nào giúp cho giai cấp thống trị phong kiến tại Việt Nam bước đầu xây dựng, củng cố trật tự xã hội, tạo ra nền giáo dục có hệ thống, thúc đẩy các ngành văn hóa, học thuật phát triển hơn. Trong bài Chiếu Rời Đô, Lý Thái Tổ đã khéo léo vận dụng tư tưởng mệnh trời của Nho giáo vào việc trị nước với câu trên kính mệnh trời, dưới theo ý dân, nhằm mưu nghiệp lớn, làm cho vận nước lâu dài, phong tục cường thịnh. Đến thời vua Lý Thái Tông, khi đáp lại quần thần dâng tôn hiệu cũng cho rằng xã hội thời Đường Ngu là xã hội lý tưởng, tốt đẹp, đáng phải nói theo. Từ đây thì việc truyền bá Nho giáo bắt đầu được tiến hành sôi nổi và có tổ chức hơn. Theo lệnh của Thánh Tông Hoàng đế, mùa thu năm 1070, nhà Lý cho xây Văn Miếu, tạc tượng Chu Công, Khổng Tử và tứ phối bao gồm Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư và Mạnh Tử. sau đó vẽ hình 72 hiền nhân để 4 mùa cung tế. Mùa xuân năm Ất Mão 1075, vua Lý Nhân Tông xuống chiếu mở kỳ thi nho học đầu tiên để tuyển chọn người tài, bổ sung cho đội ngũ quan lại, gọi là Minh Kinh Bác Học. Lê Văn Thịnh đỗ đầu, được cho là vào hầu vua học. Năm 1076 thì vua Lý tiếp tục cho lập Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên ở nước ta, lựa chọn những người khoa bảng vào dạy ở đây. Cùng với việc truyền bá nho giáo thì nhà Lý ở nước ta lúc đó cũng rất tôn sùng Phật giáo, Đạo giáo. Tam giáo đồng đường đã bổ sung cho nhau trong việc đáp ứng nhu cầu chính trị, tư tưởng, đời sống tâm linh của giới cầm quyền cũng như các tầng lớp xã hội. Nếu như nho giáo được vận dụng vào việc tổ chức xã hội, quản lý cuộc sống thì Phật giáo và Đạo giáo lại giải quyết những vấn đề về phúc, họa, đức tội, vấn đề về nghiệp báo luân hồi, nhìn chung là vấn đề về tư tưởng và đời sống trong người dân. Do sự phát triển đồng hành của nho, Phật và Đạo, nên nho giáo mặc dù đã được coi trọng nhưng ảnh hưởng tới đời sống chính trị xã hội, phong tục, tập quán, nếp sống của người Việt xưa vẫn còn tương đối là ít ỏi và chậm chạp. Nhiều nghi lễ và tập tục trong triều đình cũng như là việc hôn phối, tang lễ còn bị các nhà nho sử sau này cho là trái với quy định của nho giáo. Bằng sự khôn khéo của Trần Thủ Độ, việc chuyển giao quyền lực từ nhà Lý sang nhà Trần được tiến hành một cách khá êm dịu, trong điều kiện phải củng cố quyền lực nhà nước và tổ chức cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Vấn đề về đạo lý cương thường, nghĩa quân thần, trật tự trên dưới chặt chẽ phải được đề cao. Vậy nên việc học tập và thi cử dưới triều Trần triển khai khá rầm rộ. Tầng lớp nho sĩ nhờ đó ngày càng có vị thế, trở thành một lực lượng xã hội đáng kể. Thông qua con đường khoa cử thì họ tham gia vào bộ máy chính quyền, hoạt động tích cực trên nhiều lĩnh vực. Trong các thế kỷ trước thì Phật giáo chiếm ưu thế hơn so với nho giáo, thì từ cuối đời Trần, nho giáo lại bắt đầu mạnh lên. Thậm chí nhiều nhà nho đã lên tiếng phê phán mạnh mẽ Phật giáo, khiến cho Phật giáo phải lùi bước, mở đường cho nho giáo tiến lên, chiếm địa vị độc tôn dưới triều Lê. Các nho sĩ danh tiếng thời Trần như Lê Văn Hưu, Lê Quát, Trương Hán Siêu đã công kích các nhà sư ham mê nhà cửa lộng lẫy xa hoa, xây quá nhiều chùa tháp, lãng phí tiền của và sức lực người dân. Tố cáo các tăng lữ là những kẻ lười biếng, chỉ biết cầu phúc mà không lo tự lực. Không chỉ phê phán Phật giáo, họ còn công khai phê phán giới cầm quyền phong kiến không theo đạo cương thường của nho giáo. Lúc này thì sự lấn lướt của nho giáo và sự lùi bước của Phật giáo đã phản ánh ra những biến đổi trong cơ cấu giai cấp xã hội. Từ thế kỷ thứ 13 thì ở Việt Nam, một tầng lớp địa chủ mới có nguồn gốc từ thứ dân chứ không phải là giai cấp phong kiến quý tộc đã hình thành và tương đối phát triển. Ngoài ra, việc học hành thi cử nho giáo cũng được đẩy mạnh, khiến cho tầng lớp nho sĩ ngày một đông thêm. Thế và lực của họ ngày một mạnh lên, từng bước chiếm được những vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền. Nắm được quyền lực từ tay nhà Trần, Hồ Quý Ly vốn nổi tiếng uyên thâm nho học đã mạnh tay công kích Phật giáo, suy tôn nho giáo. Dưới quyền Hồ Quý Ly, nho học được khuyến khích phát triển mạnh mẽ hơn bất cứ thời kỳ nào trước đó. Số trường dạy nho học tăng lên nhanh chóng, mở tới những tận châu huyện. Nhà nước cấp ruộng để nuôi thầy, cấp tiền mở lớp mua sách. Bản thân Hồ Quý Ly còn viết sách Minh Đạo, phê phán Tống Nho, đề cao Chu Công hơn Khổng Tử. Bước sang thế kỷ thứ 15, khi nhà nước phong kiến Lê Sơ được thiết lập thì chế độ phong kiến Việt Nam đi vào giai đoạn phát triển cực thịnh. Từ thời kỳ này, nho giáo giành được vị trí độc tôn trong đời sống chính trị và tinh thần của nước Đại Việt. Lúc này không chỉ việc học tập thi cử theo khuôn mẫu nho học mà còn có cả các lĩnh vực đời thường khác như là văn học hay nghệ thuật. Vua Lê Lợi cho mở trường ở kinh thành và các địa phương để dạy cho con cái quý tộc cũng như tầng lớp thứ dân. Lê Thánh Tông là ông vua am hiểu tống nho rất sâu sắc và đã nâng nho giáo lên địa vị cao nhất. Lê Thánh Tông cho xây lại Văn Miếu, lập nhà Thái học, quy định lại thể lệ thi cử để tuyển dụng đội ngũ quan tông, định lệ dựng bia đá tại Văn Miếu nhằm lưu danh các vị tiến sĩ từ khoa thi năm 1442 trở đi. Việc khuyến khích học hành và thi cử theo nho học từ thời Lê Sơ sau này đã tạo ra một tầng lớp nho sĩ rất đông đảo, nhưng cũng không kém phần phức tạp trong triều đình và các địa phương trên cả nước. Hệ tư tưởng nho giáo được quán triệt trong nhiều chủ trương và chính sách của nhà nước phong kiến, qua đó thấm vào mọi lĩnh vực văn hóa, đạo đức và xã hội đương thời, làm thay đổi về cách ứng xử và giao tiếp, tạo ra rất nhiều hình thức nghi lễ tương đối chặt chẽ phức tạp, như là các phong tục ma chay, cưới hỏi, dỗ chạp, cúng tế trong gia đình, cũng như là các cộng đồng làng xã. Nho giáo thời Lý Trần tiếp tục được coi trọng và thậm chí giành được vị trí độc tôn vào thời Lê Sơ, là bởi đã đáp ứng được nhu cầu xây dựng và củng cố nhà nước phong kiến tập quyền. Từ thời Lý Trần thì chế độ phong kiến Việt Nam đã đi vào ổn định, và các tập đoàn cầm quyền nhận thấy trong hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ chỉ có nho giáo mới có thể giải đáp được những vấn đề thiết thực trong tổ chức nhà nước và quản lý xã hội. Những vấn đề đó không thể tìm thấy lời giải đáp khác trong các lý thuyết của Phật giáo cũng như đạo giáo truyền thống Việt Nam. Từ cuối thời Trần và giai đoạn nhà Hồ, những mâu thuẫn xã hội đã bộc lộ khá gay gắt. Sự phản kháng của người dân chống lại trật tự hà khắc của chế độ phong kiến cùng với sự tranh giành quyền lực giữa các tập đoàn thống trị đã khiến bộ máy nhà nước suy yếu nghiêm trọng. Trước tình hình đó, để củng cố tăng cường bộ máy nhà nước, lập lại trật tự kỷ cương, giai cấp phong kiến Việt Nam không thể không tìm tới triết lý của tu tề trị bình cùng lý thuyết chính danh định phận hay là lễ trị của nho giáo. Sự tan rã của điền trang thay ấp cuối thời Trần tạo điều kiện cho tư hữu về ruộng đất được dịp phát triển mạnh mẽ, hình thành chế độ gia trưởng trong nông nghiệp. Ở đó thì mỗi gia đình là một đơn vị sản xuất hoàn chỉnh, vai trò của người chủ gia đình đặc biệt được coi trọng. Việc nâng cao hiếu đễ, tiết hạnh của nho giáo góp phần củng cố uy quyền của người gia trưởng, duy trì tôn ti trật tự trong gia đình. Nho giáo từ thời Lý Trần đến thời Lê Sơ được đề cao còn do nhu cầu phát triển về văn hóa và giáo dục ở nước ta thời kỳ đó. Việc xây dựng nhà nước phong kiến tập quyền đòi hỏi phải thường xuyên đào tạo và bổ sung đội ngũ quan lại. Việc phát triển về văn hóa giáo dục thông qua thi cử để tuyển chọn nhân tài là phương thức tuyển lựa phổ biến thời Lý Trần. Nho giáo với một hệ thống lý thuyết và quy chế giáo dục thi cử rất chặt chẽ, nhanh chóng đáp ứng được các yêu cầu của thời kỳ đó. Giáo dục theo nho học phát triển khiến cho các ngành văn hóa và học thuật cũng được đẩy mạnh. Nho giáo với tính cách là một học thuyết chính trị và đạo đức, đã biết lấy sử ký để giáo hóa con người, lấy văn để trở đạo, nên được nhà nước phong kiến Việt Nam khá là hài lòng, sử dụng phục vụ cho sự nắm quyền lực, phát triển văn hóa nghệ thuật. Cuối thời Lê Sơ thì chế độ phong kiến Việt Nam lâm vào khủng hoảng trầm trọng, triều đình rệu rã, lòng dân ly tán do những cuộc chiến tranh giành quyền lực kéo dài giữa Lê và Mạc, Trịnh và Nguyễn. Theo đó là sự sa sút của nho giáo. Cơ bản thì học tập thi cử theo nho học vẫn được duy trì, nhưng về mục đích nội dung đã có sự xa rời với đạo lý của Thánh Hiền Khổng Mạnh. Việc mua bán đề thi, văn bằng, học vị diễn ra công khai và có chủ trương của nhà nước hẳn hoi. Người ta công khai mang sách, mượn người thi thay, gây ra cảnh hỗn loạn vô kỷ cương chưa thời nào có. Phan Huy Chú cay đắng nhận xét, từ khi kẻ nịnh thần đề nghị đổi phép thi, hạng thi đồ ba quan đầy cả thiên hạ, người trên đó lấy tiền mà không ngại, kẻ dưới nộp tiền để đỗ cũng không thẹn, làm cho trường thi thành ra chỗ bán buôn. Cuộc đại phá quân thành đã đưa nhà Tây Sơn lên cầm quyền và vẫn lấy nho làm quốc giáo. Do trước đó việc học tập, thi cử chỉ nhằm mục đích cầu danh, cầu lợi mà quên đi đạo lý cương thường, nên sau khi nắm quyền, nhà vua Quang Trung đã hạ chiếu yêu cầu Nguyễn Thiếp, một vị đứng đầu Viện Sùng Chính, phải chấn chỉnh nho học, đồng thời quyết định lấy chữ nôm làm văn tự chính thống của quốc gia. Chiếu lập học của vua Quang Trung lệnh cho tổ chức trường quốc lập đến tận làng xã, chọn thầy giáo là những người hay chữ nhưng phải có đức hạnh. Bởi vậy nên dù triều đại vua Quang Trung ngắn ngủi nhưng đã tạo được không khí hiếu học trong dân gian, điều này rất đáng ghi nhận. Nếu như các triều đại Lý, Trần, Lê gắn liền với những trang sử oai hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống xâm lược, thì triều Nguyễn được dựng lên nhờ sự bành trướng, giúp sức của nước ngoài sau cuộc nội chiến tranh giành quyền lực kéo dài. Để củng cố địa vị thống trị của mình thì vua quan nhà Nguyễn ra sức phục hồi phát triển nho giáo. Các vua nhà Nguyễn như là Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức, Thiệu Trị đều là những người trực tiếp truyền bá nho giáo hay là đào tạo các nho sĩ dưới quyền. Các nội dung mệnh trời, tam cương, ngũ thường, trung hiếu, tiết nghĩa vân vân của Nho giáo được đề cao theo hướng duy tâm và khắc nghiệt hơn nhiều. Gia Long ban hành bộ Hoàng Triều Luật Lệ làm công cụ để bảo vệ tam cương ngũ thường, trong đó phạt tội bất trung bất hiếu còn tàn khốc hơn cả bộ luật Hồng Đức dưới triều Lê. Minh Mạng ban hành 10 huấn dụ gọi là thập điều, khuyên răn người dân phải về với chính đạo, đó là Nho giáo và triều đình. Trong đó điều mục đầu tiên mang tính bao trùm tất cả, đó là đôn nhân luân, tức là phải luôn ghi nhớ và thực hiện tam cương ngũ thường. Dành cho bạn nào chưa biết thì tam cương ngũ thường có thể tạm hiểu là những khái niệm và đạo đức của Nho giáo trong xã hội xưa. Tam cương là quân thần cương, phụ tử cương, phu phụ cương. Đây là ba quan hệ chủ chốt trong xã hội: quân thần, phu tử, phu phụ, có nghĩa là các quan hệ vua tôi, cha con, vợ chồng. Theo đó, người trên bao gồm vua, cha và chồng là phải yêu thương, chăm sóc, bao dung cho người dưới, gồm bề tôi, con hay vợ. Ngược lại, bề dưới phải kính nhường, thương yêu, phục tùng, biết ơn người trên. Ban đầu Nho giáo coi giữa người với người là có 5 quan hệ, tức là ngũ luân, bao gồm vua tôi, cha con, anh em, vợ chồng, bạn bè. Về sau, ba quan hệ cơ bản được nhấn mạnh là tam cương. Trong đó chữ cương có thể tạm hiểu là một cái lưới lớn. Và trong tam cương, để giữ được trật tự, kỷ cương cũng như quyền lực của chế độ phong kiến thì quan hệ vua tôi luôn được chú trọng. Còn ngũ thường thì bao gồm nhân nghĩa, lễ, trí, tín. 5 từ này có lẽ người Việt chúng ta đều đã hiểu rõ. Trở lại với câu chuyện. Vào năm 1858, quân Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng, mở đầu cho cuộc xâm lược Việt Nam. Sau hàng ước 1884, giai cấp phong kiến triều Nguyễn trở thành tay sai cho Pháp, tiếp tục cấu kết với bọn đế quốc nô dịch người dân. Ở thời kỳ này, Nho giáo vẫn tiếp tục được tồn tại. Các kỳ thi Nho giáo vẫn được duy trì cho tới đầu thế kỷ thứ 20 mới chấm dứt. Như vậy là triều Nguyễn chính là triều đại cuối cùng trên đất nước ta khẳng định địa vị quốc giáo của Nho giáo. Nếu như Nho giáo Việt Nam ở những triều đại trước còn mang tính tích cực, hợp lý, thì ở triều Nguyễn, trừ một số nhà nho yêu nước ra, thì nó đã trở nên lỗi thời, bảo thủ, tiêu cực, và sự suy tàn của nó là một yếu tố tất yếu. Trên cơ sở tìm hiểu quá trình Nho giáo du nhập và truyền bá ở Việt Nam, chúng ta có thể rút ra một vài nhận xét thế này. Đầu tiên, du nhập vào Việt Nam từ đầu công nguyên, nhưng mà trải qua một thời gian khá là dài thì Nho giáo mới bắt đầu bén rễ được vào đời sống tinh thần và chính trị của xã hội, nhưng phần lớn là do việc kiểm soát quyền lực của chế độ phong kiến. Trong cả ngàn năm Bắc thuộc thì Nho giáo phát triển tương đối chậm, không lấn lướt như là Phật giáo hay Đạo giáo truyền thống người Việt. Trong sự du nhập của ba dòng tư tưởng ngoại lai, Nho, Phật, Đạo, thì lúc đầu người dân Việt Nam dễ đi theo Phật giáo và Đạo giáo hơn là theo Nho giáo. Về cơ bản, Nho giáo du nhập Việt Nam là hệ tư tưởng của kẻ xâm lược, vậy nên người dân có sự phòng trừ cũng là dễ hiểu. Về phương diện lý luận thì Nho giáo cũng không cung cấp được cho người dân những ý thức cần thiết cho cuộc đấu tranh chống chính quyền đô hộ và những cuộc khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược, nên nó cũng không thể bắt rễ sâu trong dân gian. Từ thời Lý Trần thì Nho giáo bắt đầu được coi trọng, song cũng ảnh hưởng ở tầng lớp quan lại là chính. Đầu thế kỷ thứ 15, khi nhà nước phong kiến Lê Sơ thiết lập thì Nho giáo mới thực sự trở thành hệ tư tưởng chính thống. Như vậy, tính ra phải qua 15 thế kỷ thì Nho giáo mới đi vào được cuộc sống, từ triều đình tới làng xã, gia đình, từ giai cấp thống trị tới toàn bộ xã hội của người Việt cổ. Cũng cần phải nhấn mạnh trong bối cảnh này là Nho giáo du nhập vào Việt Nam không phải là Nho giáo nguyên thủy, mà là Hán Nho và Tống Nho. Nó được cải biến để phù hợp với truyền thống của dân tộc và nhu cầu của đất nước, để trở thành nhân tố của chính nền văn hóa và hệ tư tưởng thống trị tại Việt Nam. Về đại thể có thể giống, nhưng nếu diễn dịch và lý luận, chúng ta sẽ thấy khi Nho giáo vào Việt Nam đã được bản địa hóa, mang sắc thái Việt Nam tương đối rõ nét. Đây là kết quả của một quá trình nội sinh các yếu tố ngoại sinh. Các khái niệm, phạm trù đạo đức cơ bản của Nho giáo đã được tái cấu trúc thành hệ thống mới, chứ không còn là những yếu tố của hệ thống cũ mà những kẻ xâm lược mang vào. Một trong những nhân tố có thể nêu ví dụ đó là chủ nghĩa yêu nước phải đặt lên đầu. Chẳng hạn, quan niệm về trung trong Nho giáo Nguyên Thủy chỉ là trung với vua thôi, hiếu chỉ là hiếu với cha mẹ, thì ở Việt Nam nó thường gắn với lòng yêu nước, lợi ích của dân tộc và chủ quyền quốc gia. Chữ nhân trong Nho giáo có nội dung rất phong phú và phức tạp, nhưng mà về tới Việt Nam thì chữ nhân thường hiểu là lòng yêu thương con người. Dưới ảnh hưởng của những giá trị truyền thống dân tộc thì trải qua quá trình tiếp nhận, cải biến, Nho giáo Việt Nam đã mang tinh thần thiết thực, thoải mái, ôn hòa, ít máy móc chặt chẽ, giữ gìn lễ tiết tốt hơn, phù hợp hơn với người Việt xưa. Các nhà nho Việt Nam đã đơn giản hóa, thực dụng hóa những tư tưởng của Khổng Mạnh, Trình Chu, bàn nhiều về những vấn đề thiết thực như đạo đức, lễ pháp, quân tử tiểu nhân, trị và loạn. Nho giáo Việt Nam đã tự tách mình khỏi các dòng chủ lưu nho học tại Trung Quốc bằng cách chỉ lựa lấy những gì có giá trị thôi. Còn lại, những yếu tố phục vụ cho quyền lực thì bị giảm bớt đi. Nhưng đó là ở phần xã hội dân gian, còn giai cấp thống trị thì lại là câu chuyện khác. Cho đến thời đại này, tại Việt Nam, trên bề mặt thì Nho giáo đã biến mất, nhưng nó vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc bởi những lý luận và cả những triết lý liên quan tới tam cường ngũ thường. Vậy là chúng ta đã điểm qua những nét cơ bản và tổng quát về Nho giáo cũng như quá trình phát triển tại Việt Nam, để thấy rằng có rất nhiều điểm tiêu cực. Nho giáo về cơ bản đó là một hệ thống lý luận và triết học nhằm đồng hóa các dân tộc bị xâm lược của người hàng xóm phương Bắc. Nhưng xét một cách công bằng, Nho giáo cũng đóng góp những vai trò nhất định trong quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông ta. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nội dung và chủ đề của video ngày hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích, các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách ấn like, ấn subscribe và có thể gợi ý những nội dung tương tự dưới phần bình luận. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào!